Xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin trong nước của bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, dù dự báo là một năm đầy thách thức nhưng các hãng tư vấn bất động sản vẫn khẳng định Việt Nam là một thị trường đầu tư bất động sản đầy tiềm năng với các nhà đầu tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2017. Trong đó phân khúc văn phòng được cho là sẽ có sức hút nhất nhờ vào nhu cầu tăng trưởng nhanh. Trong thông cáo được phát ra vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, JLL khẳng định Việt Nam là một thị trường đầu tư bất động sản đầy tiềm năng trong phân khúc văn phòng, nhà ở và bán lẻ. Theo các số liệu của hãng nghiên cứu này, thì công suất thuê tại các tòa nhà văn phòng hạng A ở thành phố Hồ Chí Minh đã vượt hơn 95% trong quý cuối năm 2016, trong khi công suất thuê tại phân khúc bán lẻ khu vực trung tâm đạt hơn 92% so với cùng kỳ. Cùng thời điểm đó, số lượng căn hộ mới chào bán tăng 46%. Trong đó, nhu cầu không gian văn phòng được cho là đang có sự tăng trưởng đáng chú ý nhất, đặc biệt là trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, pháp luật, sản xuất, hàng tiêu dùng và ngành công nghệ. Sự tăng trưởng đầy lạc quan này theo JLL Việt Nam một phần đến từ những cải cách gần đây của chính phủ như các quy định tài chính mạnh hơn đối với các chủ đầu tư bất động sản và nới lỏng chính sách về đầu tư nước ngoài. Cùng ngày, hãng CBRE cũng phát ra báo cáo về triển vọng thị trường bất động sản châu Á Thái Bình Dương năm 2017. Theo đó, CBRE nhận định năm 2017 sẽ là năm đầy thử thách so với các giai đoạn trước. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong thị trường bất động sản, nhất là các nhà đầu tư tổ chức tại châu Á. Hãng CBRE cũng đưa ra một số gợi ý về xu hướng của các nhà đầu tư châu Á hiện nay là tìm kiếm cơ hội bên ngoài các thành phố cửa ngõ, nơi có mức giá hấp dẫn, tìm kiếm cơ hội ngoài các loại hình tài sản thông thường. Trong đó, nhu cầu nhà ở cho sinh viên hoặc bất động sản cho người cao tuổi được đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có xu hướng tối ưu hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, cũng như là việc tập trung hơn vào việc tạo lập địa điểm. Riêng với Việt Nam, hãng tư vấn này cảnh báo những vấn đề về cơ sở hạ tầng và giao thông có thể là trở ngại với các bất động sản ngoài khu vực trung tâm. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa vừa có công văn gửi Sở Xây dựng đề xuất phương thức bồi thường hỗ trợ tái định cư và tạm cư đối với các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Theo đó, đề xuất phương án hoán đổi căn hộ cho những chủ sở hữu căn hộ tại chung cư cũ. Theo HoReCa, khi chung cư mới được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, các chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp lệ tại chung cư cũ nên được giải quyết bố trí tái định cư ở căn hộ mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích căn hộ cũ. Theo phương thức hoán đổi căn hộ đã được các đối tượng trên thỏa thuận với nhà đầu tư và không phải trả thêm chi phí. Việc bố trí tái định cư sẽ ưu tiên các đối tượng đã có quyền sở hữu nhà ở tại chung cư cũ. Trường hợp sở hữu nhà chung cư được bố trí căn hộ mới mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích, thì chủ sở hữu nhà được vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam, vay vốn từ Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố theo quy định pháp luật để thanh toán khoản tiền chênh lệch phải nộp trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Còn đối với chủ sở hữu nhà chung cư thuộc đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội, thì sẽ được vay từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội để mua thêm phần chênh lệch diện tích này. Theo thống kê, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ, nhà tập thể được xây dựng từ trước năm 1975, với hơn 27.000 hộ dân đang sinh sống. Trong đó, nhiều chung cư bị xuống cấp, hư hỏng nặng, thậm chí trong tình trạng nguy hiểm cho người sử dụng. Trong khi 95% công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, thì tại Bình Dương, một địa phương giáp ranh, lại thiếu hụt hàng chục ngàn lao động do nhiều công nhân nghỉ việc hoặc không trở lại làm việc sau Tết. Theo thông tin từ Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bình Dương, sau Tết Nguyên đán 2017, hơn 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này đang cần khoảng 20.000 lao động. Trong đó, thiếu khoảng 2.000 lao động kỹ thuật, văn phòng, còn lại là lao động phổ thông. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần tuyển dụng 2.000 lao động dịch vụ và thời vụ. Số lao động cần tuyển dụng chủ yếu thuộc các ngành nghề như cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, kế toán, tài xế. Với mức lương trung bình mà các doanh nghiệp này đưa ra đối với lao động chưa qua đào tạo nghề là từ 6 đến 7 triệu đồng người một tháng. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, nguyên nhân thiếu hụt lao động là sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều công nhân đã nghỉ việc luôn hoặc tìm việc khác phù hợp hơn sau Tết. Sau một thời gian dài chuẩn bị, dự kiến vào ngày 10 tháng 3 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn chỉnh và thông qua đề án Thành phố Thông minh. Theo lộ trình, đến năm 2025, đề án Thành phố Thông minh sẽ hoàn thành việc triển khai. Mặc dù không phải là địa phương đề xuất xây dựng thành phố thông minh từ sớm như Đà Nẵng hay Bình Dương, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm xây dựng thành phố thông minh mà không chờ đủ các điều kiện. Mục tiêu của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh khi xây dựng thành phố thông minh là nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân và quản lý đô thị hiệu quả. Xây dựng thành phố thông minh sẽ hiện thực hóa việc liên thông một cửa, giúp cho chính quyền thành phố tập hợp hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu, đồng thời giúp cho người dân và doanh nghiệp tận dụng được nguồn dữ liệu này một cách tốt nhất. Năm lĩnh vực dịch vụ thông minh sẽ được tập trung thực hiện là giao thông, an ninh, môi trường, y tế và du lịch.
Dự kiến vào ngày 10 tháng 3 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn chỉnh và thông qua đề án xây dựng đô thị thông minh. Trước khi thông qua, đề án sẽ được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân thông qua kênh báo chí và hội đồng tư vấn. Trong quý 1 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai khảo sát dữ liệu ở các sở ngành để xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung cho toàn thành phố. Trước mắt là dữ liệu về doanh nghiệp và dân cư. Hiện tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT và tập đoàn Microsoft đã được chọn để triển khai đề án này. Được tổ chức từ trung tuần tháng 8 năm ngoái đến nay, phiên chợ nông sản an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đã trở thành điểm hẹn cuối tuần của không ít bà nội trợ. Tại phiên chợ này, thì người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm an toàn có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra chất lượng. Dù nhu cầu rất lớn nhưng các phiên chợ như thế này vẫn rất hiếm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ thứ bảy hàng tuần, sau khi tập thể dục sáng trong khuôn viên khu ẩm thực Kỳ Hòa, cô Phạm Hồng Loan đều ghé lại phiên chợ nông sản an toàn do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngay trong khuôn viên này để mua thực phẩm, rau củ quả cho gia đình. Coi như từ cái ngày mà có phiên chợ ở đây á, thì phải nói là dân ở đây rất phấn khởi, mà tôi thấy là cũng dồi dào mặt hàng, giá cả thì cũng nói chung là không mắc, mà nói chung phục vụ cũng tốt. Thì coi như cứ vào thứ bảy á, là tụi tôi tập trung mua ở đây à. Vì sao mà tụi cô là quyết định là mua ở đây mà không phải mua là ở chợ hay là những nơi khác mà trước đây có từng mua? Ở đây đảm bảo hơn, sạch sẽ mà có nguồn gốc. Đó, cho nên là tôi thấy cứ mở nhiều như thế này là tốt nhất á. Là người ta cũng tập trung ở đây người ta mua. Không chỉ cô Loan, nhiều bà nội trợ khác cũng tranh thủ đến đây từ rất sớm để kịp mua những sản phẩm tươi ngon nhất cho gia đình. Thưa quý vị, có mặt ở chợ phiên nông sản an toàn thì từ rất là sớm, nhưng mà chúng tôi rất là ngạc nhiên vì là có rất là đông người tiêu dùng đến mua sắm tại đây. Không khí thì nhộn nhịp không khác gì ở các chợ truyền thống. Phiên chợ có đủ các mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả đến các mặt hàng thực phẩm chế biến, đáp ứng cho nhu cầu thực phẩm thiết yếu của các gia đình. Các mặt hàng tại đây đều do những doanh nghiệp có tên tuổi cung cấp như thịt gà của công ty Sang Hà, thịt heo của công ty An Hạ, rau củ quả từ các nông trại có tiêu chuẩn Việt Gáp tại Đà Lạt, Củ Chi như Kiến Huy, Phước An, v.v. Rau củ quả còn nguyên cành, nguyên đất, thậm chí còn được bán trong các chậu trồng sẵn như thế này. Hay như với cà phê, doanh nghiệp biểu diễn rang xay hạt và đóng gói bột cà phê tại chỗ để người tiêu dùng có thể thấy sản phẩm hoàn toàn không độn đậu nành, bắp hay pha trộn hóa chất. Chính các cách bảo chứng này càng khiến người tiêu dùng tin tưởng vào hàng hóa tại đây. Bên cạnh các chứng nhận như Việt Gáp, Global Gáp. Khi đến đây thì tôi thấy rất nhiều những cái hàng hóa mà mình rất yên tâm, bởi vì tôi biết rằng là những cái hàng hóa đã đưa đến đây là đều là đã được kiểm tra và đều là ví dụ như rau là trồng trong cái quy trình được nhà nước chứng nhận, rồi các cái ví dụ thịt chẳng hạn là chăn nuôi tốt, rồi cái cà phê chẳng hạn là chúng tôi mua là toàn là cà phê nhưng mà rang đăng là từ hạt xay ra. Tôi cũng thấy giá nó cũng phải chăng. Nói chung là chúng tôi cứ thứ bảy là hai vợ chồng tôi lại sẽ đến đây mua. Mà nếu mà đến mà không sớm ấy thì một số hàng không mua được. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, xuất phát từ việc vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối lo chung của người dân thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo sẽ xây dựng một phiên chợ có thể kiểm soát sản phẩm từ khâu sản xuất, nuôi trồng đến bàn ăn. Kiểm soát cái chợ này thì ban đầu chúng tôi đặt ra tiêu chí là phải tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Như vậy thì không phải trên giấy tờ nữa, mà chúng tôi có sự kiểm tra giám sát từ sản xuất và đến vận chuyển phân phối đến chợ, và chúng tôi kiểm soát từ chợ, trong phiên chợ và hết phiên chợ, nghĩa là chi cục thú y sẽ kiểm soát về thịt mà tức khắc ở chợ hôm nay, để cho sự tin dùng của cái người mua đến để mà đem về tiêu dùng hàng ngày. Rau củ quả có trực qua dịch vật, chính điều đó mang sự tin cậy của cái người tiêu dùng thành phố là cái sản phẩm được cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát trong quá trình tiêu thụ và trong quá trình vận chuyển đến ở chợ. Thu hút đông đảo người tiêu dùng, nhưng chợ phiên nông sản an toàn gần như chủ yếu phục vụ cho các cư dân sinh sống quanh khu vực diễn ra phiên chợ. Thời gian gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng nở rộ một số phiên chợ nông sản an toàn ở các chung cư hay một số điểm công cộng. Tuy nhiên, số phiên chợ được bảo trợ bởi những đơn vị uy tín tạo được niềm tin với người tiêu dùng chỉ tính trên đầu ngón tay. Dù có kế hoạch mở rộng mô hình chợ phiên nông sản trên ở một số địa điểm khác, nhưng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết các điểm này cũng như là mối bỏ bể so với nhu cầu rất lớn của người dân hiện nay. Do đó, Sở không chủ trương nhân rộng mô hình này mà chỉ coi đây là kênh để người tiêu dùng nhận diện và làm quen với thương hiệu của các nông sản, thực phẩm an toàn. Phiên chợ cũng là cầu nối giữa nhà sản xuất với các hệ thống phân phối,
để từ đó giúp cho nông sản, thực phẩm an toàn tỏa ra các kênh tiêu thụ lớn hơn, giúp người dân thành phố dễ dàng tiếp cận hơn với các sản phẩm này. Vì là chợ phiên nên phiên chợ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giờ, doanh số của các doanh nghiệp bán hàng tại đây cũng chẳng là bao so với sức mua bên ngoài thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn muốn có chân trong các phiên chợ nông sản như thế này, bởi nó giúp họ tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng. Có thể lúc đầu họ nhìn thấy cái bên ngoài họ không có thích lắm, nhưng mà khi họ sử dụng rồi họ rất là tin tưởng, và lần sau thì họ đến họ với mình, tức là cái khách trung thành thấy có bắt đầu họ tăng lên. Có thấy những bà nội trợ tay xách nách mang đi ra từ những phiên chợ như thế này mới thấy người tiêu dùng thành phố đang khát các sản phẩm sạch, an toàn như thế nào. Do đó, theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, không lo người tiêu dùng thờ ơ hay dè sạn với những doanh nghiệp nông nghiệp chân chính, mà chỉ lo làm sao để họ biết đến cũng như tin dùng sản phẩm của các doanh nghiệp này nhiều hơn. Và tiếp nối bản tin 24/7 tuần này, chúng ta sẽ quay trở lại với những bình luận của chuyên gia và các thông tin đáng chú ý như sau. YouTube ra mắt tính năng live streaming cho thiết bị di động. Bộ Giao thông Vận tải chưa chấp nhận đề án thí điểm phần mềm gọi xe của Uber.